về nhà đi con, bật mí cảnh bà Xuyến đến, ăn và ông Sơn quay 16 lần mới đạt. Bà Xuyến từng trải qua 4 đời chồng nhưng vẫn sống độc thân. Ở những tập trước, bà Xuyến thường kiếm cớ nhờ ông Sơn sang sửa đồ điện bị hỏng hóc để được bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, sau lần giả vờ tụt huyết áp bị Thư, Bảo Thanh bắt gặp và xỉ và không tiếc lời thì bà Xuyến lặn mất tăm. Dù vậy, trong lòng bà vẫn chưa nguôi ngoai ý định từ bỏ ông Sơn, còn phía ông Sơn không có tình cảm với bà Xuyến. Trong tập tối qua, bà Xuyến đến nhà mời mấy bố con ông Sơn dự đám cưới. Bà vừa khóc vừa kể rằng, trong một lần đồ điện trong nhà bị hỏng mà đến gọi ông Sơn không được nên đã nhờ một người đàn ông đến sửa và sau lần đó bác sĩ bảo cưới. Bà Xuyến một mực trách móc ông Sơn, cố tình, không hiểu tình cảm của bà và vì ông mà bà phải lấy một người đàn ông không tình yêu. Cảnh quay này khiến cho không khí căng thẳng của phim dịu đi đôi chút. Nhiều khán giả đã phát cuồng khi xem cảnh này vì rất vui vẻ và hài hước. Trong đoạn clip hậu trường, bản thân ông NST Trung Anh, Thu Quỳnh và Bảo Hân cũng cười lăn cười lóc khi đóng phân cảnh này. Theo diễn viên Hoàng Yến thì để có được cảnh này, chị cùng các diễn viên đã phải quay đi quay lại những 16 lần. Lần nào chị cũng phải khóc đến nghẹt tim luôn, còn cả đoàn phim nín thở cười. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng rất kỹ tính, vì thế diễn viên nào chưa đạt là anh lại bắt quay lại luôn. Tôi đã diễn theo cách mà mình thấy ưng ý nhất. Biên kịch cũng rất ngạc nhiên về cách diễn của tôi. Bản thân tôi cũng không ngờ vai của mình nhận được lời khen của khán giả. Tính tôi tự trọng lắm, dù vai to hay nhỏ, tôi đều làm hết mình. Một giây xuất hiện trên màn ảnh tôi cũng muốn tỏa sáng. Ở phim này, tôi đã sống với cảm xúc thật của cô Xuyến đến 100%. Tôi cũng cảm ơn đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã có những phân đoạn hay để tôi tham gia phim. Tuy vai nhỏ nhưng tôi lại thích cái nho nhỏ này. Tình yêu của cô Xuyến với ông Sơn là trong sáng, tôi cũng yêu nhân vật cô Xuyến. Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm cho khán giả yêu cô Xuyến hơn nữa, Hoàng Yến nói. Nữ diễn viên tâm sự thêm, mọi người hay nghĩ Hoàng Yến giống cô Xuyến, nhưng không. Hoàng Yến ở ngoài đời chỉ liếc mắt một cái là đối tượng đã đổ đứ đừ, chứ làm gì có chuyện yêu mãi không thành như thế. Tuy nhiên, giữa họ cũng có điểm chung, đó là tình yêu trong sáng, yêu ai là hết lòng, quyết tâm yêu bằng được. Phụ nữ có quyền được yêu bằng chính con tim của mình. Đời này không có đúng sai, cũng không ai có quyền phán xét. Cô Xuyến có 5 hay 7 chồng thì là quyền của cô ấy. Cô ấy sẽ dừng lại khi tìm được người đàn ông đủ làm cô ấy hạnh phúc. Diễn viên Hoàng Yến cũng vậy. Bây giờ có người chồng Cao Xuân Thắng mới đứng lại, chứ có khi là một người khác thì có khi cũng bỏ lâu rồi, Đào Hoàng Yến tâm sự. Trong tập 73, một phân cảnh cũng gây không ít xúc động cho người xem, đó là cuộc tái ngộ và chia tay của Khải, Trọng Hùng, Huệ, Thu Quỳnh. Theo đó, cuối buổi khai trương quán trà, Khải đã mạnh dạn bước lên cầu thang để gặp Huệ. Sự xuất hiện của Khải khiến cho Dương, Bảo Hân và Bảo Quang Anh hết sức bất ngờ, còn Huệ thì cảm xúc hỗn độn. Khải và Huệ đã ngồi nói chuyện với nhau, đích thân Huệ mời Khải món trà do tự tay mình làm. Sau bao chuyện đã xảy ra, Khải có vẻ hơi ngượng ngùng khi nhìn sâu vào ánh mắt của vợ cũ, nhưng Huệ thì lại rất trìu mến khi nhìn anh. Có vẻ như Huệ đã quên hẳn những chuyện đã qua và vẫn dành cho Khải một tình cảm đặc biệt. Trong buổi trò chuyện, Khải cho biết anh sẽ đi xa để bắt đầu một cuộc đời mới. Huệ khuyên Khải nên chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe. Cô mong anh sẽ kiếm được một người phụ nữ xứng đáng với mình. Trước khi chia tay nhau, Huệ chủ động đề nghị được ôm Khải. Cả hai ôm nhau một cái ôm rất nhẹ nhưng nước mắt lại ứa tràn. Buông tay nhau, Khải vội vã bước khỏi quán để không bị cảm xúc vương vấn níu kéo. Còn Huệ đứng thân thờ nhìn theo bóng dáng trống cũ. Nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt khi xem cảnh này. Xem cảnh này mà tốn không biết bao nhiêu giấy. Thực ra, Khải và Huệ vẫn còn thương nhau lắm. Chỉ vì hoàn cảnh mà đành phải chia tay nhau, Minh Hoa chia sẻ. Trong tập 74 lên sóng tối, ngày 26 tháng 7, Vũ quyết định nói thẳng với Nhã. Anh thích cô Nhã trước kia hơn. Nhã trước kia hay ho hơn nhiều. Còn em bây giờ là một phụ nữ thích kiểm soát, sở hữu và áp đặt cuộc chơi. Quá hận, Nhã quyết định ra tay, giật dây để công ty đối tác quan trọng của Luật Giang phá sản, khiến Vũ lao đao. Khi nghe thông báo chính, Vũ cũng không thể tin. Hà Tùng Long, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.